Hello, chào bạn, mình là Tới Nguyễn và hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn một cái thông tin rất rất quan trọng dành cho anh em đam mê siêu xe tại Việt Nam nói chung cũng như anh em đam mê xe tại miền Bắc nói riêng. Đó chính là hành trình Can Passion sắp quay trở lại vào tháng 3 này, và cái địa điểm xuất phát chính là thủ đô Hà Nội. Sẽ có khoảng 20 siêu xe, trong đó chủ yếu là xe tại Sài Gòn chuyển ra Hà Nội và một số xe từ các đại gia Hà Nội đi cùng, cũng như ở Đà Nẵng cũng đóng góp một số lượng khá là nhiều, trong đó có chắc chắn là sẽ có Huracan Ferry của một đại gia biển chơi siêu xe biển đẹp tại Đà Nẵng, cũng như là một chiếc Ford F150 Raptor hậu cần mới được dán đề can quân đội. Ngoài ra trong cái đoàn xe này sẽ có những cái chiếc xe quen thuộc từng xuất hiện nhiều lần tại Sài Gòn cũng như đi tour Bà Rịa Vũng Tàu hay là Đà Lạt tại Sài Gòn như Avent S, Avent tiêu chuẩn, Huracan 458 Italia màu đỏ cũng như Ferrari 458 độ Liberty Wax nhiều khả năng cũng sẽ được chuyển ra. Cùng với đó là Porsche 911 GT3 của anh Cường cũng như Ferrari 488 màu sáng. Đặc biệt cũng có sự xuất hiện của chiếc Ferrari F12 từng rất nhiều lần đổi màu, hiện tại đang sử dụng màu đỏ, từng được thuộc sở hữu của anh Cường với màu đen nhám rất là đẹp cũng như bộ body cực chất của Novotic. Hiện tại thì xe đang đi bộ mâm khá là ấn tượng, mình rất thích cái bộ mâm này và hy vọng là đợt tới khi xuất hiện tại Hà Nội mình sẽ có được một bộ ảnh tuyệt vời. Ngoài ra thì chắc là Hà Nội, mình không rõ Hà Nội sẽ đóng góp những cái siêu xe gì, tuy nhiên hy vọng là sẽ có Avent Roadster. Hà Nội đang có 3 chiếc Aventador Roadster, một chiếc Aventador SV Roadster, không biết trước đó thì sẽ khá là khó tham gia. Ngoài ra cũng có Huracan LB 580 cũng như Ferrari 488 Spider vân vân. Hy vọng là sẽ có đóng góp nhiều siêu xe cho lần hành trình này. Về lịch trình thì hành trình dự kiến sẽ diễn ra từ ngày mùng 4 đến ngày mùng 8, trong đó ngày mùng 4 sẽ đi Sapa với lộ trình 350 km, ngày mùng 5 quay trở ngược trở lại Hà Nội và viếng Lăng Bác, ngày mùng 6 sẽ chạy từ Hà Nội về Ninh Bình quãng đường hơn 100 cây, sau đó nghỉ ngơi một ngày tại Ninh Bình và ngày mùng 7 sẽ lên đường chạy vào Quảng Bình, tiếp theo sẽ là mùng 8 sẽ chạy thẳng vào Đà Nẵng và kết thúc hành trình tại đó. Xe sẽ được chuyển ngược trở lại Sài Gòn, cũng như nếu xe nào Hà Nội chạy vào sẽ được chuyển ngược trở lại ra. Đó là hành trình tạm thời mà những người trong cuộc mới công bố. Hiện tại thì có 3 chiếc Lamborghini, đó là Avent, Avent S và Huracan đã đang được chuyển từ Sài Gòn ra Hà Nội và dự kiến trong ngày mai sẽ có mặt tại Hà Nội. Những bạn đam mê Hà Nội có thể tìm và săn lùng 3 chiếc này trong ngày mai, nhiều khả năng sẽ xuất hiện ở showroom Lamborghini trên đường Tôn Thất Thuyết để bảo dưỡng, tại vì trong đây có 2 chiếc xe mua chính hãng, thế nên nhiều khả năng sẽ được kiểm tra bảo dưỡng trước khi hành trình. Ngoài ra thì những cái thông tin khác, ví dụ như lịch trình thay đổi hay là có những chiếc xe nào sẽ chắc chắn tham dự, mình có thể sẽ cập nhật vào những video sau. Các bạn nhớ subscribe kênh YouTube của mình để thường xuyên cập nhật những thông tin mới nhất về hành trình Can Passion 2018 được cho là lớn nhất tại Việt Nam từ trước đến nay. Cảm ơn các bạn nha.